Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, mưa lớn hoành hành ở Quảng Tây khiến 26 người chết, 10 người mất tích, hơn 1,25 triệu người bị ảnh hưởng, 75 dòng sông vượt báo động. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng kể từ ngày đầu tháng. Mực nước của 75 con sông trong lãnh thổ vượt quá mức cảnh báo và gần 50 quận trong 12 thành phố bị lũ lụt. Đợt mưa lớn này đã khiến 1.251.200 người ở Quảng Tây bị ảnh hưởng, 101.600 người phải di rời khẩn cấp. 26 người chết và 10 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 3,4 tỷ nhân dân tệ. Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây đã thông báo vào ngày hôm qua rằng, kể từ ngày đầu tháng này, Quảng Tây đã trải qua những trận mưa lớn liên tục và lượng mưa chủ yếu tập trung ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Ngô Châu, Quý Quảng, Hà Châu, Phòng Thành Cương và các thành phố khác. Rong Giang, Lạc Thanh Giang, Quý Giang có 114 trạm giám sát chế độ nước ở 75 con sông, bao gồm sông Tương Giang, sông Tiền Giang và sông Tân Giang đã trải qua lũ vượt cảnh báo với mực nước vượt cảnh báo tối đa lên tới 6,93 m. Trong số đó, sông Vạn Tượng, một nhánh của sông Tương Giang đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng, xảy ra một lần trong hơn 60 năm. Đoạn sông quận Dương Sóc của sông Quý Giang và sông Lương Phong, một nhánh của sông Quý Giang cũng phải trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng. Vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu da cam, yêu cầu Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Lai Bình, Quý Quảng, Hà Châu, Ngô Châu và các thành phố khác chú ý đến những thay đổi về chế độ mưa và nước, tăng cường phòng tránh nguy hiểm kịp thời. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai Quảng Tây và Sở Nội vụ Quảng Tây đã khẩn trương nâng cấp ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp của khu tự trị lên cấp 3 dựa trên tình hình thiên tai trầm trọng hơn hiện nay. Theo thống kê từ Văn phòng Cứu trợ Thiên tai của Sở Dân chính Quảng Tây, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, đợt mưa lớn này đã gây ra lũ lụt ở gần 50 quận trong 12 thành phố của Quảng Tây. 1,2512 triệu người bị ảnh hưởng và 101.600 người phải di rời, tái định cư khẩn cấp. Sạt lở đất, lũ lụt và các thiên tai, khí tượng khác làm 26 người chết, 10 người mất tích. Ngoài ra, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến 65,42 nghìn hecta cây trồng bị hư hại, 863 hộ gia đình và 2.211 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,876 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại với nông nghiệp là 1,904 tỷ nhân dân tệ. Để hỗ trợ công tác cứu trợ vùng thiên tai, Sở Tài chính Quảng Tây và Ban Dân chính Quảng Tây đã khẩn trương phân bổ 26 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai cho các vùng bị thiên tai nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Quảng Tây, rãnh áp cao hiện tại đang di chuyển về phía đông và suy yếu. Đường đứt gãy dao động ở khu vực trung tâm Quảng Tây, luồng phản lực Tây Nam được duy trì. Dự kiến từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, thời tiết ở Quảng Tây tiếp tục có mưa, mưa vẫn to ở một số khu vực Bắc Hải, Tân Châu, Phòng Thành Cảng, Ngọc Châu, Ngô Châu, Hà Châu và các thành phố khác. Cục Quản lý Khẩn cấp tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, đợt mưa bão và lũ lụt hiện tại đã khiến 100.000 người ở Chiết Giang, Phúc Kiến thiệt mạng, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu có 6,14 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 60 thành phố, quận. Và 323 quận, 108 người chết, 47 người mất tích, 408.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và 193.000 người dân cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 19.000 ngôi nhà bị sập và 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 438,7 nghìn hecta, trong đó 62,1 nghìn hecta mất mùa, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 25,13 tỷ nhân dân tệ. Tại hội nghị điều động cứu hộ khẩn cấp phòng chống lũ lụt và chống lũ lụt, Hoàng Minh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức cho người đứng đầu các đơn vị liên quan phân tích và đánh giá hiện tại điều kiện mưa và nước, điều kiện lũ lụt và thiên tai và 11 tỉnh bao gồm Quý Châu và Quảng Tây. Ban Quản lý Khẩn cấp của các tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng cứu hỏa đã kết nối video và triển khai lại công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn hiện tại.
Theo tham vấn và nhận định, 3 ngày qua, vùng mưa tập trung chủ yếu ở Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Từ 5 ngày tới, vành đai mưa sẽ di chuyển từ lưu vực sông Dương Tử đến Trung Nam và Nam Giang Nam. Và khu vực mưa chủ yếu nằm ở phía Nam sông Dương Tử. Ngập úng cục bộ và thiên tai lũ lụt trên núi có nhiều khả năng xảy ra ở Nam Quý Châu và Nam Tứ Xuyên trong hôm nay và ngày mai. Đồng thời, nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Trung và Lưu sông Dương Tử và Nam Trung Quốc vào tuần tới là rất cao. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, các con sông như Lưu Giang và Quý Giang ở Quảng Tây, Tương Giang ở Hồ Nam và sông Lệ An ở Giang Tây có thể bị lũ lụt vượt mức cảnh báo và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lụt vượt cảnh báo an toàn. Hiện hầu hết các sông có mực nước vượt mức cảnh báo sớm đã trút xuống dưới mực nước cảnh báo. Theo yêu cầu, tất cả các địa phương cần hoàn thiện và thực hiện các phương pháp cảnh báo, tuyến di chuyển và vị trí tránh thiên tai và có các biện pháp di chuyển và tránh toàn diện cho các nhóm đặc biệt như người già và trẻ em không bị bỏ lại phía sau, thực hiện một hệ thống tư vấn hàng ngày và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Các vùng bị thiên tai trong giai đoạn đầu cần tăng cường điều tra, giám sát, kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn. Ngành thủy lợi tăng cường các biện pháp như phòng chống lũ sông, hồ, chứa nguy hiểm, quan trắc cảnh báo sớm chế độ nước, phòng ngừa thiên tai lũ lụt trên núi và điều phối dự án tiết kiệm nước. Bộ phận quản lý khẩn cấp cần làm tốt công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Sở Phát triển Nông thôn tăng cường kiểm tra các khu nhà nguy hiểm. Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát cảnh báo sớm các cầu, hầm, cống để có biện pháp kiểm soát giao thông. Các sở địa lực, chính quyền thành phố phải có phương án khống chế, cải thiện tình trạng ngập úng đô thị, tiêu úng và cơ chế phối hợp phòng và chống. Phải phát huy cao độ vai trò của lực lượng đặc công quân giải phóng nhân dân, công an vũ trang, dự bị động viên, làm tốt công tác chỉ đạo kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, lãnh đạo và nhân viên thực hiện trực nghiêm túc 24/24 giờ và bất kỳ lũ lụt hoặc thiên tai nào phải được báo cáo càng sớm càng tốt. Được biết, từ hơn 20 ngày qua, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy cả nước đã tham gia hơn 900 lượt phòng chống lụt bão, điều động hơn 9.400 lượt chỉ huy, chiến sĩ, điều động hơn 1.100 tàu thuyền, cứu được 5.060 người bị mắc kẹt và sơ tán những người bị mắc kẹt. Có 14.542 người bị mất trắng nhà cửa và tài sản, 1,166 tỷ nhân dân tệ tài sản được giải cứu và 1,191 tỷ nhân dân tệ tài sản được bảo vệ. Kính thưa quý vị, một thảm họa lở đất hiếm gặp do vỡ đập chứa chất thải mỏ. Hôm thứ Tư vừa qua, có 231 người chết trong trận lở đất ở khu khai thác Đại Sơn, thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây. Có một mỏ sắt Đại Sơn ở thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, được một công ty nhà nước khai thác vào khoảng năm 1970. Mỏ này bị đóng cửa vào năm 2005, sau đó một công ty tư nhân đã mua mỏ này và tiếp tục khai thác. Xỉ thải do quá trình đầm quặng tạo ra được chất thành đống trong ao chứa chất thải bị chặn bởi con đập. Sau khi mỏ sắt Đại Sơn ban đầu bị đóng cửa, ao chứa chất thải quặng đuôi cũng bị bỏ hoang và chứa đầy các thải khô. Sau khi các công ty sau này tiếp quản, họ đào cắt quặng đuôi khô ban đầu trong ao chứa chất thải và bắt đầu chất đống xỉ quặng đuôi mới trong ao và nước được bơm ra khỏi mỏ cũng được thải vào ao. Gò quặng đuôi này cao 20m, có sức chứa 180.000 mét khối, cách gò khoảng 1 km, là khu chợ trong khu khai thác, có sức chứa hàng nghìn người. Mỗi ngày công nhân và người nhà của khu khai thác chính cũng như dân làng xung quanh đến đây để đi chợ. Khu chợ được bao quanh bởi những ngôi nhà một tầng hình tròn, nơi những người thợ mỏ và gia đình của họ sinh sống. Bên dưới khu chợ không xa là làng Vận Hòa. Do đập chứa chất thải đã lâu không được sửa chữa nên khi một lượng lớn xỉ thải và nước được bơm vào sẽ có nguy cơ vỡ đập rất lớn. Trên thực tế, sự an toàn của bể chứa chất thải cũng đã được thảo luận tại cuộc họp cấp cao của mỏ, nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện. Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, dân làng đã phát hiện ra những vết rò rỉ nước nhỏ trên thân đập của đập chứa chất thải. Mặc dù ngay từ đầu vụ việc đã có báo cáo rằng dòng chảy mảnh vụn xảy ra do mưa lớn, nhưng theo thông tin do Cục Khí tượng tỉnh Sơn Tây đưa ra, trong 9 ngày trước khi vụ việc xảy ra, trong 24 giờ có mưa phùn với lượng mưa 1,5mm trong khu vực địa phương. Ngày hôm đó tình cờ là ngày họp chợ của khu chợ ở khu vực khai thác mỏ Đại Sơn nên nhiều người đến chợ hơn bình thường. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng, đập chứa quặng đuôi bất ngờ bị sập. Một lượng lớn bùn cát chứa đầy nước trong ao chứa quặng đuôi ập xuống như rồng phá lồng.
tạo thành vành đai sạt lở rộng khoảng 600mm, tạo thành 3 hàng dài cả cây số, khu chợ và các tòa nhà xung quanh bị cuốn trôi và chôn vùi ngay lập tức. Nhiều ngôi nhà ở các ngôi làng phía hạ lưu cũng bị phá hủy. Hôm nay là ngày mỏ trả lương, khoảng 60 công nhân đã đến công ty cạnh chợ từ sáng sớm. Nhân viên Liu He vừa ngồi xuống tầng 1 của tòa nhà văn phòng thì nghe thấy một tiếng bùm. Ngôi nhà rung chuyển và nước bùn bắn tung tóe lên người. Sau đó anh nhớ lại, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị ném ra ngoài và bất tỉnh. Trên thực tế, toàn bộ tòa nhà văn phòng đã bị cuốn đi gần 100m bởi trận lở đất dữ dội. Người dân làng Tô Kiến Phong cho biết mọi người tại hiện trường không có thời gian để chạy hay thậm chí la hét. Toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất chưa đầy một phút. Hai tòa nhà đã biến mất và khu chợ sôi động vừa rồi cũng biến mất. Là một tài xế xe tải như thường lệ sáng sớm hôm đó đến chợ gom hàng nhưng cũng bị vùi lấp dưới dòng bùn đặc quánh. Sau đó, Cục Quản lý An toàn Lao động nhà nước thông báo rằng giấy phép sản xuất an toàn của công ty khai thác đã bị thu hồi từ tháng 4 năm 2006 và giấy phép khai thác hết hạn từ tháng 8 năm 2007. Vì vậy, công ty này là một doanh nghiệp bất hợp pháp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp bất hợp pháp như vậy có thể tạo ra những thảm họa tiềm tàng to lớn trong khi tiếp tục sản xuất. Điều này không thể không gây ra những suy nghĩ sâu sắc. Điều đáng chú ý là mối nguy hiểm của các ao chứa chất thải được xếp hạng thứ 18 trong bảng xếp hạng tai nạn thảm họa quốc tế. Chất thải tích lũy trong các mỏ khác nhau ở Trung Quốc đã vượt quá 7 tỷ tấn và con số này vẫn đang tăng hơn 300 triệu tấn mỗi năm. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!